Cùng thành phong chung thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chân pháp đạo như chân, được chư tiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành phong hạnh phong chung thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chân dung vật như đức, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phong ma tha cha vô ma tha đi qua na ga ma ni chi ca buồn nhân lô am mô đan tu chi răng ra can tu sa sa năng ga can tu nô ga can tu nô sa đa nguyện công đức tu trì hồi hướng đến chư thiên bằng thiên thần hộ pháp nhiều oai đức thần lực ngự khắp cả hư không giới thiên giới, xin các ngài tùy hỷ công đức đã thể hiện thân mãi soi sáng nhân thiên quân đồ hưởng thái bình, muôn người sống lạc nghiệp mẹ cha và thầy tổ quyên thuộc cùng chúng sanh được hạnh phúc dài lâu, hiểu bình giúp khổ sầu, ngày ngày vui tu tập tinh tiến trong đạo màu, nhân tâm cầu giác ngộ đăng hoa ba mươi bốn nhân và hoa ca gia hoa thân hô tu a na ga tê ca lê. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sanh làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Nam mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật pháp của Bụt Tha Tham Má mỗi ngày 2 giờ giờ mùa giờ mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ PM tối. Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng. Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con từ mẫn thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ ba, ngày 30 tháng 6 năm 2020, Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phân đoạn và chú thích tùy theo giác đẳng, bài số 10, Kinh Niệm Xứ, Sát Na Sutta, sẽ do Thượng Tọa Tệ Quyền giảng giải. Và Nam Mô Bụt Tha Giá, để mở đầu chương trình con thành kính xin chúng ta trang nghiêm, trang nghiệp đảnh lễ, chúng con thành kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Và Nam Mô Bụt Tha Giá, con kính xin. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian dạy, vô thượng điệu ngữ. Thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết ức hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm,
tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Tha Giá, con tự mẫn xin thay mặt đại chúng thành kính tri ân ngài thượng tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ. Hôm giáo trình trung bộ kinh Mathima Ni bài số 10. Kinh niệm xứ Satipatthana Sutta sẽ do thượng tọa Tuệ Quyền giảng dạy. Để mở đầu chương trình, con thành kính cúi đầu đảnh lễ ngài Tế Siêu. Con kính cung thỉnh ngài từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học này cho chúng con. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ chúng tinh văn vị tượng Phật. Kính chào chư tôn đức và thân chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Kính thưa quý vị, học trở lại 109 bài trung bộ, thì hôm nay chúng ta học đến bài số 10, tức là kinh niệm xứ Satipatthana Sutta. Bài kinh này có nhiều chi tiết, trước đây chúng ta học mười mấy ngày mới xong, 15 ngày mới xong. Nhưng mà khi học lại thì thượng tọa rất đẳng sắp xếp cho chúng ta học 2 ngày thôi. Ngày đầu, tức là ngày hôm nay, thì chúng ta học một đoạn kinh dẫn nhập và với cái lời giải thích câu văn trong cái đoạn Phật ngôn đó. Rồi qua đến ngày mai 1 tây tháng 7 thì chúng ta mới đi vào 4 niệm xứ: thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ. Trước hết thì chúng tôi có đề nghị, chúng tôi xin đề nghị với quý vị như thế này. Thay vì bắt đầu từ cái đoạn như về tôi nghe,
đến chế ngự tham ưu ở đời. Chúng ta để sau cuối thì chúng tôi đề nghị là các vị MC chúng ta nên đọc trước cái đoạn đó, rồi sau đó chúng ta mới bắt đầu đọc cái lời dẫn giải. Bởi vì trong cái lời dẫn giải đó là chúng ta có giải thích về cái sức cứu, chúng ta giải thích về cái chữ Satipatthana, giải thích về con đường độc nhất Ekayano Ayamago đưa đến thanh tịnh chúng sanh Satana Vishuddhiya vừa khỏi sầu não Sukhapradi quan năng Samatikamaya đoạn tận khổ đau Dukkhadumanasana Athangamaya thành tựu chánh trí nhà Yasathikamaya chứng ngộ Niết bàn Niết bàn Nasathikariya. Thì như vậy nó có lẽ là hợp lý hơn, bởi vì chúng ta học đọc chánh kinh ở trong đó có câu này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh vừa khỏi sầu não diệt trừ khổ ưu thành tựu chánh trí chứng ngộ Niết bàn. Thì chúng ta đọc cái Phật côn trước, rồi sau đó chúng ta đọc cái bài mà Thượng Tọa Giám Đẳng viết để giải thích đó. Thì như vậy chánh văn đi trước rồi chú giải đi sau, như vậy thì nó sẽ giúp cho chúng ta nhận ra được là cái phần giải thích này là giải thích của cái đoạn kinh trên. Không biết là ý kiến đó Thượng Tọa Giác Đẳng có quan hỷ cho các vị MC đọc như vậy hay không? Dạ, xin cảm ơn Thượng Tọa. Và cô Tư Mẫn có hiểu được điều mà chúng tôi nói không? Quý vị ở trong room, quý vị MC có hiểu được không? Tức là sau lời dẫn nhập bắt đầu chúng ta sẽ đọc bài. Đọc bài quý vị dở ra, quý vị đọc như vậy tôi nghe kinh niệm xứ Satipatthana Sutta như vậy tôi nghe vân vân. Xong rồi cái mới bắt đầu xuống dòng. Sở dĩ gọi là kinh niệm xứ Satipatthana Sutta vân vân thì như vậy đó. Giờ tốt quá, xa thú, xin cảm ơn quý vị. Bây giờ thì xin mời cô Tư Mẫn đọc cho chánh văn của bài học, sau đó sẽ cung thỉnh Thượng Tọa Tây Nguyên thuyết giảng cho bài học ngày hôm nay với cái phần đầu của bài kinh niệm xứ Nam Mô Bổn Thầy. Nam Mô Bổn Thầy giá. Dạ, con Tự Mẫn xin thay mặt đại chúng thành kính tri ân ngài Thượng Tọa Tuệ Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ, sau đây con xin đọc bài chánh kinh.
Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở xứ Kuru Câu Lâu, Căn Ma, Sắc Thầm Ma, Kiềm Ma, Sắc Đầm là đô thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo này, các tỳ kheo. Bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống quán thân trên thân nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán thọ trên các thọ nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán tâm trên tâm nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán pháp trên các pháp nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn chú thích tỳ kheo giác đẳng. Sở dĩ gọi là kinh niệm xứ Satipatthà Na Sutta vì là loại vì là pháp thoại của Đức Phật có nội dung dạy tứ niệm xứ trong chánh tạng Bali. Bài kinh mang tên Maha Satipatthà Na Sutta, dịch cho đầy đủ là Đại Kinh Niệm Xứ. Tuy nhiên trong trường bộ Tihang Nikaya có bài kinh tương tự với một đoạn về niệm xứ. Để mang nhiều chi tiết hơn, có lẽ vì vậy trong Trung Bộ Kinh và Kinh Niệm Xứ, thay vì Đại Kinh Niệm Xứ, đây là bài kinh kinh điển dạy về bốn niệm xứ: thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ. Lời kinh hết sức hàm xúc cô đọng, ý nghĩa thường được giảng dạy rộng rãi mang nhiều dị biệt trên cả hai phương diện kinh diện và thực hành. Cho đến ngày nay, các vị thiền sư và học giả vẫn có nhiều ý kiến tương phản hay khác biệt. Người học cần tìm hiểu với tâm rộng mở, cẩn trọng và khách quan, đặc biệt là giảng giải trên phương diện ứng dụng. Kuru là quốc độ nằm tại Bắc Ấn ngày nay, chồng lớn với thủ đô Delhi. Hiện vẫn còn di tích với bia đá do vua Asoka dựng lên đánh dấu nơi Đức Phật dạy kinh niệm xứ. Trong xã hội loài người có hiện tượng một vùng đất nào đó nổi bật về kỹ thuật, âm nhạc, nghệ thuật, ẩm thực. Thời xưa người Kuru nổi tiếng về tu thiền tứ niệm xứ. Chữ Sati dịch là niệm, nguyên nghĩa là ghi nhận và ghi nhớ. Sati được giải rộng với nhiều nghĩa tùy theo ngữ cảnh trong tứ niệm xứ. Có thể hiểu là sự hướng tâm ghi nhận một cách tỉnh táo những gì vừa xảy ra hoặc đang xảy ra. Từ kép Satipatthana được giải thích theo hai cách: a. Sati cộng Upatthana. Upatthana có nghĩa là cấu kết nền tảng hay cơ sở, như câu cơ sở lý luận. B. Sati cộng Patthana. Patthana có nghĩa là chỗ, nơi, phạm vi, phạm trù, hòa thượng, nhất hạnh, dịch là bốn lãnh vực quán niệm. Thiền sư Silananda dịch là Four Foundation of Mindfulness, bốn nền tảng của chánh niệm. Tứ niệm xứ không phải là bốn cách niệm, mà là bốn cảnh giới của niệm. Tông 46, giá trị căn bản thiết thực của pháp tu tứ niệm xứ. Đức Phật ngôn mở đầu với sự khẳng định những niệm đặc thù của tứ niệm xứ, con đường độc nhất. Ekayano Ayang Makgo. Đây là điểm mang nhiều tranh luận. Nhiều học giả không đồng ý cách giải chỉ có cách tu duy nhất này dẫn đến giác ngộ, giải thoát. Namo Ly giải thích là đây là con đường để đi và đó là đường một chiều. Alpha does go in on way only. Sớ giải thì đưa ra nhiều giải thích.
độc lộ hai lối đi duy nhất, con đường mà mỗi cá nhân phải tự đi, không ai đi giùm. Hành trình không có bạn lữ, mà phải đi một mình. Con đường chỉ có một điểm đến là Niết Bàn. Con đường không có ngã rẽ, con đường trực tiếp, không thông qua các thiền chứng. Con đường trực tiếp không phải đi vòng hai qua trung gian. Trong ý nghĩa, con đường trực tiếp, tác giả, các học giả Nhật Bản nêu lên quan điểm, có lẽ dịch chuẩn nhất là theo cách nói rất đại thừa, trực chỉ chân tâm thành Phật, cảm nhận trực tiếp, thấy rõ bản chất thì thành tựu tuệ giác, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh. Sát tà năng vi xúc thi giả là sự tu tập dẫn để tẩy rửa cấu uế nội tâm, sống với chánh niệm đúng nghĩa và quan sát thực tại không qua lăng kính của vô minh và ái, vượt khỏi sầu não. So kabaridena năng samatikamaya, chánh niệm có khả năng hóa giải những sầu muộn do bi kịch hóa, những điều trái ý nghịch lòng, như câu bậc thánh như bị một mũi tên, còn phàm nhân bị hai mũi tên, vừa khổ với điều nghịch ý, vừa khuếch đại đau khổ bằng phản ứng bất như lý tác ý, đoạn tận khổ ưu. Dukkha do manasa năng athang gamaya, khổ ưu là đau khổ của thân tâm hai năm uẩn. Không ai có thể đoạn tất cả đau khổ của cuộc sống bằng cầu nguyện, bằng say sưa, bằng tự dẫn. Chánh niệm dẫn đến giác ngộ giải thoát, đó là giải pháp toàn diện, thành tựu chánh trí. Nhà yassa athigamaya, chánh niệm giúp hành giả quán sát thực tại bằng thái độ khách quan trung thực. Những hiểu biết về vô thường, thất lạc, vô ngã không do suy nghĩ mà được thắp sáng từ trải nghiệm trực tiếp. Chứng ngộ Niết Bàn. Nibbanasa sacchikiriya. Chữ sacchikiriya nên hiểu là hiện thực, như giấc mơ được hiện thực. Đối với hành giả tu tứ niệm xứ thì sự tịch tịnh an lạc tối thượng được trở thành sự thật bằng chánh niệm. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tệ Quyền Từ Bi giảng giải bài học hôm nay, và Nam Mô Buddha Giá. Con thành kính tri ân quý sư, quý đạo tràng và quý đạo hữu. Nam Mô Buddhaya. Và một lần nữa con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền Từ Bi Quan Hỷ giảng giải bài học cho chúng con hôm nay. Dạ, con kính sư. Nam mô Bụt Thầy, với Nam mô Tha Ma, với Nam mô Sang Khai, với giờ tôi thì chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con thành kính đến lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và tăng. Kính lễ đến sư phụ Thị Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Hằng, thượng tọa Minh Hạnh, đến Đức Phật Tính, đến Đức Tuệ Tri, sư Nguyên Thông, cùng chư tăng, thân chào đến quý phụ nữ, cùng chư Phật tử. Xin bắt đầu vào thời gian. Arahant Sama Samputo Phakawa Putang Kwantan Abhiso Kato Phakawata Tamo Tamangamasa Putipano Phakawato Sotasanko Sankanamani. Chúng đệ tử xin nghiêm tình thân thú ý tán dương ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ hội lực Tam Bảo hàng giáo hộ đến chư tôn đức tăng quý thượng nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp.
Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể, thì hôm nay chúng ta học cái bài kinh Trung Bộ Kinh Đại Niệm Xứ, thì có lẽ tất cả chúng ta không có lạ gì. Về tất cả những cái lý pháp, tôi nghe thái độ âm thanh là pháp mà, vì có nghe rõ không? Nghe rõ không? Không hiểu sao hai máy cùng một lúc dài dài. À, có lẽ như vậy thì phải tắt bớt. Muốn tình chưa đã đóng rồi mà sao lại. Giáo viên còn nghe rõ không? Còn nghe rõ không? Còn hết rồi. Còn nghe rõ. Dạ, hết rồi, hết rồi. Dạ, không còn nghe dỗi vô là cái hai máy đâu mà. Dạ, tắt audio rồi. Dạ, con đã tắt cái mic bình xong rồi. Con tắt bên đó rồi đó. Đâu con vô con chỉnh tay sao cái mic bên này nó. Xin quý vị chờ một chút xíu kìa. Bên 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 này nè. Không được, mình mới mốt bớt. Đừng cho nó bị dính mic nào. Đây này. Quý vị nghe chúng tôi nói rõ không có dội nữa phải không? Giờ nghe rõ không bị dội phải không ạ? Hết rồi rồi, giờ rồi, qua Phật dạy và cảm ơn quý vị. Xong rồi, được rồi. Rồi, cảm ơn con. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, thì như chúng ta đã biết thì phải nói rằng, có thể nói rằng là cái bài kinh Tứ Niệm Xứ này là một người học ví dụ học ở học Phật Pháp, mà đặc biệt là Phật giáo Nguyên Thủy, thì chúng ta sẽ không có lạ gì khi nghe nói, khi nghe đến về kinh Tứ Niệm Xứ. Nhưng có thể nói rằng là chúng ta càng học vào thì chúng ta sẽ cảm thấy những cái điều hay, và xuyên qua đó cái bài kinh hôm nay thì Thượng Tọa Giác Đẳng đã soạn và đã đưa ra nhiều một cái điều mà ở trong chú giải cũng như ở những cái địa điểm, những cái nơi mà thử xưa Vua A Dục đã thiết lập để lại cho đời sau hiểu và biết cái giá trị tốt đẹp đó. Như chúng ta biết là gọi là Tứ Niệm Xứ, ai cũng biết đó là đặc biệt. Bởi chính vì nó ở xứ Cố Rú cho nên gọi là tại nơi đó. Và nơi đó ngày hôm nay đã được còn lại những di tích và còn lại những cái điểm, cái nơi nổi tiếng. Và kính thưa quý vị, có thể nói rằng là nếu như chúng ta học về kinh Tứ Niệm Xứ mà chúng ta không biết tới xứ Cố Rú, hay là không biết đến cái địa điểm, địa danh này, thì đây chính là một điều thiếu sót. Chỉ là nói đến thân, thọ, tâm và pháp quán niệm xứ thì ở trong Trung Bộ, trong Trường Bộ hay các kinh tương ưng
nói chung tất cả cũng đều được đề cập đến. Nhưng có thể hôm nay chúng ta học ở Trung Bộ thì đề cập đến nó xúc tích và nó cô động, cho chúng ta thấy rõ được một cái giá trị mà ý nghĩa của việc thực hành, ý nghĩa của cái việc mà hiểu biết cái bài kinh tứ niệm, cái bài kinh tứ niệm xứ là một pháp môn mà chính thở xưa Đức Phật ngài tại xứ Cô Rú này đã thuyết giảng với kinh văn, và thời đó có biết bao nhiêu người đã chứng đắc thánh quả cũng chính tại nơi này. Và cũng chính xứ Cô Rú này, người dân xứ Cô Rú đó đã học tập và đã tu tập về thiền tứ niệm xứ một cách tốt đẹp. Thì xứ Cô Rú là quốc độ nằm tại Bắc Ấn ngày nay, nó chồng lấn giữa Nê Đề Ly và giữa coi như là một cái thủ đô. Và nơi đó như chúng tôi đã nói, vua Asoka đã đánh dấu nơi này là một cái nơi mà Đức Phật đã dạy bài kinh tứ niệm xứ. Và tại nơi đây cũng là một kinh đô tráng lệ của thời xưa mà chúng ta vừa nghe đọc đó, đó nó về trình bày về những kỹ thuật âm nhạc, nghệ thuật ẩm thực vân vân. Và đặc biệt người dân xứ Cô Rú thời xưa đặc biệt tu thiền tứ niệm xứ nó nhiều, đây là một điều đặc biệt. Và có thể nói rằng ở đời đó nó có hai cái điều chúng ta biết là nếu mà nói theo cái tinh thần của phương Đông của chúng ta đó, cái thế giới quan của cái mà chúng ta gọi là địa lý đó, phong thổ đó, nó sẽ thích hợp, nó sẽ phù hợp cho những người có những cái tâm tu tứ niệm xứ này. Vì mục đích đó cho nên Đức Phật ngài đặt cái bài kinh này tại đó cũng là một lý đó quý vị, chứ không phải là một chuyện chỉ tại sao mà đem tới xứ Cô Rú này. Thì xứ Cô Rú này nó phải có nhiều cái điều đặc biệt mà chúng ta gọi là khế cơ khế lý ở ngay cái tại cái vùng đất này. Và nói đến tứ niệm xứ thì tất cả chúng ta phải biết rằng là nói về cái chánh niệm và sự tỉnh giác. Thì như ở trong kinh, như ở chúng ta thấy có chữ sát tí là ghi nhận hay là ghi nhớ. Và ở đó trong cái niệm xứ đó, để ghi nơi chốn đó, để nhớ nơi chốn đó là một điều mà làm cho tâm nó ghi nhận một cách sáng suốt một cái chuyện vừa xảy ra hoặc đang xảy ra. Nếu học tiếng Pali thì chúng ta mới được hiểu được cái chỗ này, cái chỗ mà sati cộng với upat, với cái tiếp đầu ngữ upatthana. Và từ cái chỗ sanh thi, tức là hai nguyên âm gặp nhau thì một là sẽ xóa nguyên âm trước hoặc là nguyên âm sau. Nếu mà chúng ta gọi là sati upatthana thì chúng ta đúng ra là phải đọc như vậy. Nhưng các nhà văn phạm, các nhà chú giải thời xưa và kiến tập thời xưa ngày xưa thì người ta xóa bớt đi bằng một cái sanh thi ở trong tiếng Pali, tức là xóa nguyên âm sau, tức là chữ sati upatthana, sati upatthana. Dạ. Cho nên chúng ta thấy nó là như vậy, chứ đúng ra nó là sati, và thế là sati upatthana cộng, nó không còn chữ upatthana, chứ đúng ra là có tiếp đầu ngữ upatthana. Dạ. upat dạ, so bớt thì nó tức là sati upatthana. Thì ở đây chính là nói lên cái gì?
Mà cái kiển này có nghĩa là nền tảng hay là cơ sở. Đây là nền tảng hay cơ sở. Hay là chỗ là nơi. Cái chữ bát tha ná có nghĩa là nơi, là chốn xứ đó. Cái xứ là nơi, là chốn. Hay chúng ta gọi là lĩnh vực của quán niệm. Đúng như vậy đó, lĩnh vực của quán niệm. Cái chỗ này chúng ta cũng nhớ nè, cái chỗ này mà Tổ chức Đẳng đã phân tích rõ cho chúng ta thấy. Cái chữ sát tí này không phải là bốn cách niệm, mà là bốn cảnh giới của niệm. Cái này quá tuyệt vời. Khi chúng ta học, chúng ta biết, khi mà đã thích từ, thích ngữ, thích nghĩa rồi, thì chúng ta phải nhớ rõ đây là những cái mà chúng ta nhớ. Coi chừng nhiều khi trong lúc tu tập hay là trong lúc nghe giảng, nhiều khi chỉ nói bốn cách niệm, chúng ta nói vậy là chết ngay. Mà là bốn cảnh giới của niệm. Bởi vì khi nói như vậy, kính thưa quý vị, bốn cách, có bốn cách niệm là khác. Tức niệm cách thứ nhất, niệm cách thứ hai, niệm cách thứ ba. Còn bốn cảnh giới ở nơi đó, nó là riêng biệt. Cái niệm đó nó theo từng cái nơi, từng cái chốn, từng cái cảnh, từng cái giới vức của chính cái phần đó. Phải nói rằng hôm nay khi chúng tôi đọc hoặc kêu để bài giảng đó, chúng tôi thấy chỗ này nó rất là đặc biệt. Chúng tôi thích chỗ này nè. Đó chính là để chúng ta khỏi phải nhầm lẫn trong cái sự tu tập, khỏi phải nhầm lẫn. Tứ niệm xứ là bốn cái cảnh giới của niệm để đặt tâm vào nơi đó, chứ không phải là bốn cách niệm. Niệm cách thứ nhất, niệm cách thứ hai, niệm cách thứ ba, niệm cách thứ tư, không phải là như vậy. Nghĩa là bốn cách niệm nó là một chuyện khác, mà bốn cảnh giới của niệm thì mới gọi là tứ niệm xứ. Chúng ta nhớ rõ như vậy. Đức Phật ngài khẳng định một điều, tức là bốn cái cảnh giới của niệm này là con đường duy nhất đưa đến sự chấm dứt, sự đoạn khổ, diệt khổ. Ekayano Maggo, tức là con đường độc nhất. Con đường độc nhất này, tức là chỉ có một con đường này mới dẫn đến cái sự giác ngộ giải thoát. Đó chính là độc lộ hay lối đi duy nhất. Và cái con đường này là một con đường đơn độc, không đi chung với một ai, không đi cùng một ai, và để đều có cái sự giúp qua giúp lại để mà chúng ta thành tựu. Mà con đường độc nhất này để trực tiếp đi vào các thiền chứng, hay hoặc đi vào trực tiếp để chúng ta chứng đạo, chứng quả, hay là chứng các chứng thiền. Mà con đường đó không đi vòng hay đi qua trung gian của một ai, hay nhờ một cái cá nhân cá thể nào cả. Thì có thể nói rằng khi chúng ta thấy cái sự tu tập tứ niệm xứ là sự tu tập của thân, thọ, tâm và pháp quán niệm xứ, tức là bốn cảnh giới này, bốn cách này, bốn cảnh giới này, để tâm đặt niệm vào đó mà phát huy tự giác, dẫn đến tự giác. Thì bốn cách này đã được Đức Phật ngài nói khẳng định một cách tuyệt đối, Ekayano Maggo, là con đường duy nhất dẫn đến giác ngộ, là con đường để đi. Và con đường đó, để hành trình đó, chúng ta đi một mình đến đó. Con đường hay con đường độc nhất đó chính là con đường có một điểm đến, chính là điểm bàn xạ thủ, chính là chỗ này, kính thưa quý vị. Không có ngã rẽ nào khác, trực tiếp đi thẳng về chứng đắc. Cho nên vì vậy cần có một cái sự chuyên tâm, cần có một sự tu tập, chứ không phải là chúng ta chỉ muốn tu như thế nào tu. Như chúng ta thấy bây giờ chỉ cần của người hành giả, cần cái con người tu phải có cái tâm vượt thoát sầu bi, có cái tâm sợ hãi luân hồi, có cái tâm tầm cầu đạo giải thoát.
Thì khi nào mà chúng ta thành tựu, khi nào mà chúng ta thành tựu được, giác ngộ được, thì như là ở bên Đại Thừa, tức là ngộ nhập tri kiến Phật đó, đã kiến tánh thành Phật, thì khi nào mà chúng ta thành tựu kia, chúng ta mới ngộ nhập, chúng ta mới đồng nhất được. Tức là lúc đó chúng ta trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, thì đó nói quan tiếp là khi mà đi thẳng trực tiếp, khi mà cảm được cảnh giới, nhận thấy được cái giá trị, cái tính chất của tuệ giác, cái sự thành tựu của tuệ giác, thì ngay khi đó chúng ta mới có giá trị đồng nhất. Gọi là sát ta năng, nguyên xuất phi gia năng, tức là đưa chúng sanh thoát khỏi cái sầu bi khổ u não, đưa chúng sanh đến thanh tịnh, đưa chúng sanh đến an lạc, đưa chúng sanh đến tốt đẹp, đưa chúng sanh đến không còn sanh tử đau khổ. Bởi vì chúng ta nói khi nào mà thấy pháp là thấy được Như Lai, là chỗ này nè. Thấy được, tức là khi nào mà chúng ta cái tuệ giác của tôi chứng nhận kia, thì nó mới là có cái cảm thụ của tuệ giác, nó có cái sự đồng đẳng một phần, nó có một cái sự giống nhau một phần, chứ còn chưa có cái gì hết trơn. Giữa tâm của mình là tâm phàm phu, mà chúng ta nhiều khi nói chỉ có thiện tâm, nói tâm Phật, nói như vậy thì chúng ta nói hơi chung chung rồi. Chúng ta nói bằng cách khuyến tu. Còn ở đây thì sự tu tập đó, hướng tâm đó, dùng cái tâm của mình để rọi sáng. Rọi sáng cái gì? Rọi sáng cái màn vô minh. Phải xuyên qua tứ niệm xứ này, phải xuyên qua con đường duy nhất này mà chúng ta vượt khỏi sầu não. Sukapari de wa năng samatika ma ya, samatika ma ya, samatika ma ya. Dạ, thì kính thưa quý vị, như thế thì chúng ta mới vượt thoát cái sự sầu khổ. Và chánh niệm là một yếu tố trong bát chi đạo. Đối với cái sự tu tập thì chánh niệm phải là dẫn đầu, lúc nào cũng vậy. Chánh niệm được dẫn đầu đó bởi chính vì có chánh niệm đặt nơi tâm, ghi nhớ tại nó những chuyện gì đang xảy ra tại nơi đó. Nhờ cái chánh niệm vững chắc như vậy, nó làm nền tảng cho sammacchaya, tức là tuệ giác hay là tỉnh giác hay là tỉnh thức, mà thấy được cái gì. Chẳng hạn như bây giờ vị hành giả sau khi tu tập thân quán, hít vô thở ra, biết mình hít vô, biết mình thở ra, tập vẽ biết rằng mình đang hít vô, mình đang thở ra, vân vân, thì ở đó chính vị ấy, chính người đó có cái gì? Kính thưa quý vị, có cái sự thành tựu không bị ác pháp nó chi phối, không bị ác pháp chi phối, mà ở đó toàn là thiện pháp, toàn là chánh niệm đã được đặt định. Khi tâm của chúng ta có đặt niệm thời đó, tức là đại thiện hợp trí, thì tâm đại thiện hợp trí đó nó sẽ làm nhân làm duyên cho trí tuệ hay là sammacchaya, cái tuệ giác hay cái tỉnh thức, cái tỉnh giác của chúng ta, cái sự thấy rõ được các pháp. Các pháp gì? Các pháp sanh, các pháp diệt, xuyên qua cái thân quán, xuyên qua cái thọ quán, xuyên qua cái tâm quán, hay là xuyên qua cái pháp quán, bằng một cái cảnh giới, hay là bằng một cái pháp trong bốn pháp để mà chúng ta thực hành, để chúng ta đặt niệm ở nơi đó. Niệm tức là tâm này, tức là sở hữu chánh niệm đó được đặt lên tại nơi tâm đó để làm cái gì, kính thưa quý vị? Và chính vì cái chỗ mà khi mà đặt niệm sở hữu, khi mà cái sở hữu niệm nó đã đặt định, thì lúc đó nó đầy đủ tất cả, có tầm, có tứ, có thắng giải, hỷ dục, có xúc thọ tưởng tư. Cái chỗ tư, xúc thọ tưởng tư, định mạng quyền, tắc ý. Nghe chỗ tắc ý này, nó đã hướng tâm tới cái niệm một cách vững chắc, một cách rõ ràng, một cách thuần thục. Và ở đó trí sẽ khởi sanh lên, hay là chính là một cái
cái nhận thức, cái tỉnh thức, cái hiểu biết rõ ràng. Thật ra thì hơi thở này va ra vào đó chính là sự sanh lên, sự diệt của hơi thở một cách liên tục. Cũng như cảm thọ cũng như thế. Cảm thọ lạc, cảm thọ vui, cảm thọ buồn, cảm thọ phi lạc, phi khổ vân vân thì cũng là cái nó sanh khởi liên tục. Rồi cũng vậy, rồi tâm cũng vậy, tâm này tâm tham, tâm này tâm sân khởi lên, vì ấy biết đây là tâm sân này đưa đến đau khổ là bất thiện. Vì ấy quay về chánh niệm, dùng tỉnh giác xóa bỏ nó, và cái tâm này nó biến chuyển, nó đưa chúng ta đi đến từ cái đau khổ này tới cái đau khổ kia. Rồi cũng vậy, nhìn cái sự thật ở trong cuộc sống này, chính là sắc quẩn này được hiện khởi của danh quẩn và sắc quẩn mà sự hiện hữu của chính chúng ta. Và từ đó nó dựa trên cái gì? Trên cái sự thật ở trong cuộc đời này, nó phải bị cái sự vô thường, bị cái sự khổ não, bị cái sự vô ngã nó chi phối tất cả. Giờ đây từng hơi thở ra vào, từng cảm thọ biến chuyển vô thường, khổ não vô ngã biến đi, nó sẽ biến chuyển, nó không phải ở một cách vĩnh viễn. Cảm thọ đau khổ này sẽ luôn luôn theo ta, hay là tâm đại thiện hay tâm thiện, hay là tâm bất thiện này, tâm sân, tâm thọ hỷ này, hay là tâm thọ lạc thọ khổ này, hay là tâm sân hận này khởi lên, tâm buồn ngủ này, tâm giả dự này nó khởi lên, thì vị ấy ghi nhận cái tâm, biết được cái bất thiện khởi lên rồi, vị ấy diệt và chỉ quay về với chánh niệm, biết ghi nhận nơi tâm, chứ không phải là đi theo cái tâm. Có một số vị dạy về cái thiền quán tứ niệm xứ, nó khi tâm khởi lên tham, chúng ta đi theo cái tham, còn cái tham nó tới đâu. Khi chúng ta sân lên, chúng ta thử đi theo cái sân, nó kiểm soát cái sân, nó không thể nào kiểm soát. Mà khi sân khởi lên, cái tham khởi lên, vị ấy đoạn trừ liền. Phải biết đây là tâm tham ái, hướng tới sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Khi tâm sân này lên, có sự bực bội, có sự khó chịu, thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm, hay là tưởng nhớ về những chuyện bằng cái tâm mà nhớ lại, thối quá lại những cái chuyện đã qua và vị ấy bực bội, thì khi đó không có nhớ, là thí dụ vì mình nhớ là cái chuyện người ta chửi mình, cái mình đi theo ở lúc đó người ta chửi mình như thế nào, bây giờ mình nhớ hết, bây giờ mình ghi lại hết, thì lúc đó kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong cái sân tâm, mà đang sống trong sân tâm như vậy, chúng ta đã rời xa cái chánh niệm. Chúng ta cẩn thận chỗ này. Chúng tôi đã nghe một vị đã giảng như vậy mà chúng tôi giật mình, chúng tôi nghĩ rằng cổ sao mà lạ vậy. Cái tâm quán thì khi mà tâm bất thiện khởi lên, vị ấy biết giữ cái tâm, biết cái tâm đó, chứ còn phải mà cứ chạy theo cái tâm đó. Và chính đây là một điều mà chúng ta cũng cần phải lưu ý. Và cũng như vậy, kính thưa quý vị, thì ở đây muốn nói cái gì? Cái tâm khi nào mà chánh niệm được lập định một cách thuần thục, một cách rõ ràng, thì ngay khi đó thì giúp cho vị hành giả tu tập, giúp cho vị hành giả thành tựu được, giúp cho vị hành giả nhận diện được cái sanh cái diệt của tam tướng, của vô thường, của khổ não, của vô ngã, hay là cái sự sanh sự diệt của danh và sắc quẩn này. Tức là gì? Hơi thở này ra vào, nhiều hơi thở này chẳng qua cái sanh diệt của hơi thở một cách liên tục. Hít vào mà không thở ra là chúng ta chết. Thở ra mà không hít vào chúng ta cũng chết. Thì sự thật ra một sự tiếp nối của hơi thở sanh diệt, rồi đến có một lúc nó không còn sanh còn diệt nữa. Tức là cái sắc quẩn này nó không còn phối hợp, nó không còn nương dựa, hay là cái danh quẩn này nó không còn nương dựa nơi cái sắc quẩn này, và thế là chúng ta chết. Kính thưa quý vị, cái đời sống, nếu đời sống của một con người, một đời sống có được chánh niệm, thì đời sống đó thật sự là hạnh phúc. Mà đời sống có cái chuyện đời sống hạnh phúc, tại sao như vậy? Kính thưa quý vị, bởi vì khi mà niệm khởi sinh lên, thì là tà niệm không có, hay là tà pháp, hay là bất thiện, nó không có khởi sinh. Mà chánh niệm đó chính là sở hữu
sở hữu niệm này nó được phối hợp với các tâm thiện, các tâm đại thiện. Thì cũng như thế, cái thất niệm đó chính là phóng dật, chính là tâm phóng dật, tâm giải đãi, tâm dễ vui nó có mặt. Mà khi tâm thì giải đãi, tâm dễ vui có mặt thì thời ác pháp sẽ khởi sinh lên. Như chúng ta thấy ở trong vi diệu pháp, có thấy mà kiểu như là ở mà si vô tầm quy phóng dật mà sân thì nó đi một dọc tật lận hối, mà tham tà kiến ngã mạn, bao nhiêu cái đó thôi nó phủ trầm. Khi chúng ta hiểu sai, khi chúng ta có cái tà kiến, khi chúng ta có cái hoài nghi vân vân, thì cái tâm của chúng ta nó chạy, nó đi hoài chúng ta không nhớ. Đến một lúc chúng ta bừng tỉnh lại, hay chúng ta biết, chúng ta dừng lại, phóng hạ đầu đau đó, lập địa thành Phật đó, là ngay khi đó có cái niệm, có cái tâm, có cái sở hữu vô tàm vô quý, có sở hữu tàm quý nó khởi sinh lên. Bình nhật thì chúng ta sống, chúng ta vô tàm, nhưng khi mà chúng ta cái đời sống chúng ta có chánh niệm và chúng ta tỉnh thức rồi đó, chúng ta nhớ lại rồi, chúng ta sợ, thì có cái tàm quý khởi sinh lên. Thì đây chính là những cái tâm mà nó phối hợp với thiện. Người nào có thiện tâm, người đó mới có lòng tàm lòng quý. Người nào vô tàm vô quý thì người đó có bất thiện tâm. Hay người nào có chánh niệm thì thời những thiện tâm, hay là những cái tâm tịnh hảo, những cái tâm tốt nó mới khởi sanh lên. Còn người nào mà có cái niệm thì người đó sẽ có cái bi tâm, có cái hỷ tâm, có cái xả tâm, có cái từ tâm khởi lên, chứ người đó không có cái sân tâm khởi lên. Nếu người ấy có cái chánh niệm, có tỉnh giác, thì nói trong cái sự ăn, nói, đi, đứng, nằm, ngồi, người ấy có một chánh niệm liên tục. Bởi vì quý vị biết là trong kinh ghi nhận về khi tính năm xứ, khi bị tỳ kheo mang bát, mặc y, biết mình đang mặc y, mang bát, vì mình bạch đang mang bát, người ấy đi vào làng khất thực, từng bước chân đó, từng bước chân ghi nhận cái sự di chuyển của thân, của sắc quẩn này, của ngũ quẩn này đang di chuyển. Mang bát, biết mình mang bát, cầm y, biết mặc y, biết mình mặc y. Tất cả nhìn thấy mọi hiện tượng gì, người ấy được theo dõi một cách liên tục. Chỉ thấy khi nghe, chỉ để biết nghe, mà không thấy vật này nó đẹp, nó thô, nó xấu, nó vi tế, nó xa, nó gần, người ấy không suy nghĩ. Rồi khi nghe cũng vậy, nghe một cái chuyện, nghe một cái vật gì đó nó lớn, nó ồn ào, nó tạp nhạp, nhưng vị ấy cũng vẫn biết, chỉ nghe, biết là nghe, mà không suy niệm. Cái này, cái gì phát khởi đó, là tiếng nhạc, hay tiếng nói chuyện, hay tiếng động cơ ồn ào, hay tiếng trời gầm, trời mưa, ầm ầm đùng đùng, hoàn toàn vị ấy nghe, chỉ biết nghe, cắt đứt chỗ đó, quay về với chánh niệm, nghe, biết nghe, và không có quan tâm, nó là cái hiện tượng gì. Đó chính mới là một giá trị tu tập. Thì cũng vậy, thấy, nghe, ngửi, vì em biết ngửi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức của vị ấy còn, căn cảnh thức nó đầy đủ. Khi mắt thì có cái gì? Có nhãn căn, có cảnh sắc và có nhãn thức khởi sanh lên. Khi nghe cũng vậy, có cái gì? Có nhĩ thức, có cảnh thinh và có nhĩ thức này, và cũng có cảnh thinh kia, và có lỗ tai này để nghe, thần kinh nhãn này để thần kinh thức, thần kinh thiệt hay thần kinh tí này để nghe, để ngửi, để nếm, để đụng, vân vân. Bởi vì cái hệ thống của vị ấy tuần hoàn của tứ chi hay ngũ quan, mắt tai mũi lưỡi này nó được đầy đủ, chứ không phải là chúng ta nói tu rồi bắt đầu hoàn toàn như bất động, không thấy, không nghe, không gì hết, hoặc là không đụng chạm gì hết, nó gì không phải.
các hệ thống thần kinh của thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh tiệt, thần kinh thân mà dựa trên sắc uẩn này đang tồn tại. Để nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thân thức và ý thức đang tồn tại. Cảnh sắc, kinh thinh, kinh vị, kinh xúc, cảnh pháp đang tồn tại. Vì ấy có thể thực hiện các yếu tố này để khởi sanh tâm lên. Nhưng khi chỉ biết thấy, mới chỉ thấy, bởi vì có căn, có cảnh, có thức, khởi sanh lên thấy thì biết thấy. Nhưng cái thấy như thế nào, cái nghe như thế nào, cái ngửi như thế nào, cái nếm như thế nào, cái đụng như thế nào, để tâm ưa thích hay tâm khó chịu. Nếu như tâm ưa thích cũng khởi sanh lên, đó chính là bất thiện. Tâm khó chịu cũng là tâm bất thiện, cũng là phóng dật, cũng là động tâm, cũng là thất niệm. Cho nên vị ấy không có bị dao động, quay về với chánh niệm, dựa trên cái chánh niệm của mình. Sự tu tập một cách thường thuộc, một cách liên tục, kính thưa quý vị, một cách thường thuộc, một cách liên tục như vậy đó. Và như vậy thì chúng ta biết rằng đến một lúc chúng ta cứ như ghi nhận một cách liên tục không dễ dàng. Bởi vì khi mà đã được rồi đó, thì kính thưa quý vị, tâm nó miên man và nó đi mãi, đi dọc, đi liên tục và không bao giờ nó bị tách rời, không bao giờ nó bị gián đoạn, bị chúng ta bị gián đoạn bao giờ. Bởi vì cho nên á, gọi là tại sao mà nói rằng nếu một người mà tu tập tứ niệm xứ trong vòng 7 ngày một cách liên tục, chắc chắn người ấy sẽ chấm dứt sinh tử đau khổ. Nếu như không 7 ngày thì 7 tuần, nếu như không 7 tuần thì 7 tháng, nếu không 7 tháng thì 7 năm, chắc chắn sẽ chứng thánh quả. Sự thật ra mà nói, nhiều người ta nói ta tu cả đời, tại sao người ta chưa chứng được, thì đừng nói chi là 7 năm. Thì kính thưa quý vị, cái tâm đại thiện, cái đạo động lực thiện mà của niệm, mà của tỉnh giác, nó trải dài một cách liên tục. Trải dài một cách liên tục kia. Chứ còn thí dụ như bây giờ chúng ta, có những lúc chúng ta nằm xuống rồi chúng ta nghỉ, chúng ta ngủ, rồi chúng ta ăn, rồi nhiều khi chúng ta cũng không có nhớ nó, hay hoặc là chúng ta đi đứng nằm ngồi không nhớ. Thì ở đây chúng tôi nói một cách liên tục, cái dòng tâm động lực, tâm động lực nó sanh liên tục, từng dòng tâm không tệ, thì cái lộ tâm động lực mà nó khởi sanh liên tục trong 7 ngày, thì khả năng đó thì nó thấy được, nó khả năng đó, khả năng có thể giữ vào dầu thấy được, hay là chánh niệm này hợp trong bát chi đạo để thấy được sơ đạo trong tâm siêu thế, đại thiện siêu thế. Lúc đó phối hợp được đại thiện siêu thế, tâm thiện siêu thế, tức là lúc đó chứng đắc sơ đạo, thấy niết bàn lần đầu tiên, đó chính là chúng ta chứng đắc được tu đầu quần sơ đạo, thì chứng đắc sơ quả một sát na. Thì kính thưa quý vị, đó một cách liên tục kìa. Và cũng vậy, 7 tuần một cách liên tục, 7 tháng một cách liên tục, 7 năm một cách liên tục, chúng ta có tu như vậy không? Nếu như bất động, không có một cái gì mà nó xen vào một cái lộ trình tâm mà nó xuyên suốt, cho nên mà người mà có một cái quy trình liên tục như vậy thì ở đó mà sự duyên mà chứng đắc được, bởi vì người đó mới đầy đủ pháp độ, mới có một nội công như vậy. Chúng ta cũng phải nói một điều này, đầy đủ pháp độ để chứng đắc, đầy đủ pháp độ để thành tựu Phật đạo giải thoát, chứ phải vô mà ngồi, chúng ta cứ ngồi, chúng ta gồng, mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta thế nào chúng ta cũng chánh niệm được một cách xuyên suốt, không có đơn giản đâu quý vị, không có thể dễ dàng như thế à, nha, không có dễ dàng như thế. Cho nên ở đây chính vì vậy, còn thí dụ như vậy chúng ta tu, chúng ta thỉnh thoảng chúng ta tu bằng cách tức là vào các cái trường thiền, chúng ta tu 5 ngày, 7 ngày, 3 tháng, 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm vì gì đó, thì đó là theo cái quy trình của chúng ta thôi. Cái điều này là không có một cái, phải nói rằng là không có một cái
cái bắt buộc ai cả, mà chính là cái, nếu mà chúng ta có một sự thành tựu như vậy thì kính thưa quý vị, ở đó chúng ta mới diệt tận được. Khi chúng ta có sự tu tập như vậy thì chúng ta mới thấy rằng mới thấy được sự dĩ cái sự hiện hữu của sắc quẩn này, của thọ quẩn này, của tưởng quẩn này, của hành quẩn này, nó là thật là không, không có gì cả. Biết như vậy, hiểu như vậy thì kính thưa quý vị, đây chính là một sự tu tập. Chứ còn thí dụ bây giờ, thí dụ như là thở ra, biết mình thở ra, hít vào biết thở ra, đây dựa trên, trên có sắc quẩn này, có sắc quẩn này. Đây cũng là cái trạng thái để hiển lộ mà nhiều khi chúng ta được thích nghi. Chúng ta cảm thấy rằng chúng ta thích nghi với cái đề mục này, chúng ta thích nghi với cái hình thái này. Và kính thưa quý vị, đành rằng ngũ quẩn là vô thường, ngũ quẩn là giai không, ngũ quẩn sẽ là tạm bợ. Nhưng cũng chính có ngũ quẩn này mà chúng ta mới làm các cái thiện sự nhé. Mà ở trong Pháp Cú Kinh có dạy rằng, như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy thân sinh tử tạo được nhiều điều phúc lành. Cũng từ cái tấm thân ngũ quẩn này, rồi chúng ta mới tu được thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ. Chúng ta nhớ rõ như vậy nha. Như không bao giờ ở cõi vô sắc mà vị ấy chứng đạo được, chứng sơ đạo được. Không bao giờ có ở cõi vô sắc chứng sơ đạo. Bởi vì sao? Bởi vì ở cõi vô sắc nó không có cõi sắc quẩn. Cho nên đầy đủ được ngũ quẩn, dễ dàng tu tập thành tựu bát chánh đạo giải thoát, thành tựu giải thoát. Chúng ta nhớ, bởi vì có sắc mà, nó chỉ có tâm mà không có sắc, thì không có tâm có sắc mà tứ niệm xứ, con đường thân tọa thọ tâm và pháp quán niệm xứ phải đầy đủ ngũ quẩn. Đó cũng là một điều mà chúng ta nhớ, mà chúng tôi cũng đang nói theo cái kinh văn của Phật giáo. Chúng tôi nói trên một cái điều mà nó đơn giản, nó bình thường. Khi chư Phật tử có sự tu tập, hay khi chư Phật tử có cái sự học hiểu, thì chư Phật tử hiểu chỗ này. Tu tập tứ niệm xứ là một cái nhân duyên lớn, là một cái đại nguyện lớn, chứ không phải dễ mà không phải tu được. Và nếu như chúng ta không có cái duyên để chúng ta tu được dài, được lâu, được nhiều, thì chúng ta cũng phải cố gắng để tu, để có cái sự cộng sự, có cái sự cộng duyên với nó. Cũng như vi diệu pháp, chúng ta nói chúng ta không học được bởi vì chúng ta làm biến học. Chúng ta nói chúng ta không có duyên bởi vì chúng ta không tạo cho cái duyên đó. Chứ sự thật ra không có cái duyên nào mà nó tự có mặt xuất hiện bao giờ. Tất cả cái duyên thuận, duyên nghịch, đặc biệt là duyên thuận, phải do chúng ta có cái tầm tứ, chúng ta có một cái sự quyết tâm thì mới thành tựu được. Thí dụ như bây giờ người ta nói rằng mưa dầm thấm đất trước lạ thì sao mới quen. Bây giờ quý vị sẽ nghe sư phụ từ xưa thường tự nhất đảng nghe chưa, ta nói rất là nhiều từ ngữ, giảng rất là nhiều cái động nó liên quan tới vi diệu pháp, mà đầu tiên chúng ta không biết gì hết. Những điều rồi thì mưa dầm thấm đất trước đã sao quen, trong cuộc đời này là như vậy, tưởng tri nó sẽ hiện khởi. Hay chúng ta nghe được nhiều, học được nhiều, rồi từ đó nó mới khởi sanh lên tốt đẹp. Quý vị biết kêu chúng tôi nhớ từ sự là bổ, tức là gì, sự Phật Nhiên, tòa Phật Nhiên á, bây giờ không biết ngồi bao nhiêu lớp ở trường siêu lý, ngồi bây giờ lúc chúng tôi nhỏ mà. Lúc mình tu sinh viên năm 12 tuổi bắt đầu vô học Bali, học vi diệu pháp, học Bali, học vi diệu pháp. Cứ từng đợt người này ra vô, từng đợt người kia ra vô, rồi mình lớn lên cũng học 2-3 tu 2-3 lần. Rồi mới biết, từ từ mới biết, chứ biết bây giờ thì cũng phải so sánh, cũng phải lật, cũng phải lục, cũng phải nghiên cứu, cũng phải nhìn lại, chứ không phải tự động nhớ hết đâu, thuộc hết đâu.
Dạ, đấy chính là nói của điều này để làm một cái điều cho quý vị Phật tử tu học. Bây giờ chúng ta vô, chúng ta trụ giảng nhiều pháp sẽ khó nghe, hay vô chuyên tu thì nó sẽ khó. Thì cũng vậy, nếu bây giờ quý vị vào tu thì mình tu không được một ngày thì mình tu được một buổi, mình không tu được một buổi thì mình tu cũng được một giờ, mình không tu được một giờ chẳng lẽ không tu được 10 phút sao? Ngồi tĩnh tâm 10 phút thì được chứ. Còn nếu nhiều 10 phút không được là quá làm biếng, quá sợ tu, quá làm biếng, quá sợ tu rồi. Ngồi vô học mà nghe một ngày không được thì nghe nhiều ngày không được thì nghe một ngày, không một ngày nghe được thì sẽ nghe được nhiều ngày, tức là một buổi được thì nhiều buổi sẽ được. Đấy, chứ còn bây giờ không nghe thì mở lên đó coi như là rồi chúng ta coi như là như chưa hề quen nhau thì cái chuyện đó là một chuyện khác rồi. Thế ở đâu đây trong cuộc đời này cái sự tu tập đó cũng vậy, nó cũng phải có cần một cái sự đặt định một cách rõ ràng, và ở đó chúng ta làm việc một cách chuẩn xác hàng ngày như mọi ngày. Đó, chúng ta thấy cái niệm hàng ngày như mọi ngày, hàng ngày như mọi ngày, hàng ngày như mọi ngày là quá tốt. Dạ 10 phút được thì sẽ được 15 phút được, 15 phút được sẽ 20 phút được, 20 phút được sẽ 1 tiếng, 1 tiếng được sẽ là 1 buổi được, 1 buổi 1 ngày được. Do chúng ta bắt đầu tiến tu. Chứ 10 phút cái dậm chân, 10 phút và 10 phút thì mình nhất quyết là phải ngồi được 10 phút và có thể hơn nữa. Thì bắt đầu mới tu, chỉ vậy gọi là tu. Chứ có chuyện gì đâu. Chứ còn bây giờ phải vô cái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 coi như vô ngồi thẳng lưng kiết dạ, coi như là tâm mình không có phóng vật nha. Tâm mình phóng là sai rồi à. Thì ngồi vô mới biết được cái tâm mình phóng. Hít vô, quý vị biết hít vô, thở ra, biết thở ra. Thử đi. Thì bây giờ ít nhất chúng ta cũng có chánh niệm được một chút xíu đó quý vị. Có một số người nói sư biết ngay bây giờ cho con coi như là gọi làm phước cúng dường thì cũng được, như nó ngồi thiền là con ngon quá được, con vừa nhắm mắt lại con nghĩ lung tung hết trơn. Đúng, người ta nói theo một chiều quy trình đó là thôi bây giờ quý vị ngồi xuống, quý vị nhắm mắt lại rồi ngồi, bây giờ quý vị ngồi nhắm mắt được không? Giờ được, ngồi thẳng được không? Giờ được, đâu giờ hít vô thở ra hít vô thở ra. Hồi nãy bên đó sư trưởng kêu quý vị hít vô thở ra, biết thở ra, đó là có chánh niệm mình, đó là tu thiền đó. Ủa sao lại như sư như vậy hả? Đúng vậy, nhưng mà quý vị biết hít vô thở ra được chừng mấy phút hay được chừng mấy giây đó là suy nghĩ. Khi suy nghĩ đó chính là phóng dật. Chúng ta biết phóng dật, chúng ta quay về thở vô thở ra bình thường, hít vô biết mình hít vô, thở ra biết mình thở ra. Cái sự tu tập là vậy đó. Và tại sao mình nó hít vô hít thở ra, hít vô thở ra, nó đơn giản như vậy. Đơn giản mà làm hoài cũng như kinh vậy đó, lên tụng bao nhiêu bài đó có nghĩa là hàng ngày như mỗi ngày. Nhưng do chúng ta không thấy, chứ sự thật ra hàng ngày như mỗi ngày, nó được hàng ngày như mỗi ngày đó là chúng ta phải có cái tính lực, phải có cái tấn lực, phải có niệm lực. Và chúng ta từ đó nó cái tự lực nó mới khởi sanh lên. Cũng như giờ thí dụ như lên, bây giờ lên nghe kinh thì cũng nói chung tất cả là Đức Phật ngày dạy về cái khổ, cũng như dạy về cái trình bày cái sự khổ và trình bày cái sự chấm dứt khổ. Thì nói ra mà nói nghe cái tinh thần ý niệm là như vậy, nhưng từng cái lý kinh, từng cái giai thoại, từng cái địa điểm, từng cái hoàn cảnh, từng cái địa điểm, từng cái nơi chốn, từng cái sự tu tập, nó là một điều rất là nhiều. Chúng ta tụ chung, chúng ta nói hai cái lý đó ra, nhưng từ hai cái lý đó mà nó phổ quát cả toàn thể pháp giới hữu tình này không phải là một chuyện đơn giản. Thì đó, quý vị cứ tu nhớ cái hít vô thở ra. Thì ở đây cái sự tu tập tứ niệm xứ này, bốn cái cảnh này, bốn cái giới bước này, bốn cái chốn, bốn cái nơi mà chúng ta phải có sự tu tập
bởi vì chính phải có sự tu tập. Vậy thì quên mình nó gọi là, mới gọi là cái hiện thực đó, tức là dùng để cái gì, dùng cái trí tuệ đó để chúng ta mới có cái sự tu tập được được tốt đẹp, mà gọi là Nibbana Sacchikiriya, tức là để mà chúng ta thành tựu được cái sự an lạc, cái sự tịch tịnh, cái sự tối thắng, thành tựu được cái giá trị tu tập viên mãn tứ niệm xứ để chúng ta thành tựu được Nibbana. Chỉ có con đường đó, chỉ có con đường đó, chỉ con đường đó chính là con đường của thân, thọ, tâm và pháp quán đó. Một con đường duy nhất này, bốn cái cảnh giới nơi chốn này để đặt niệm đó mà bị hình giả đơn độc tự mình đi qua, tự mình đi tới và tự mình đi thẳng tới Niết Bàn, mà không có một ngoại viện, không có một sự phù trợ, không có một cái gì nó đi đến cho chính chúng ta cả. Cho nên vì vậy đòi hỏi chúng ta luôn luôn có cái đặc niệm ở trong lòng. Và quý vị nhớ, cái sự tu tập này nó hỗ trợ cho giờ phút cận tử rất là lớn, cũng như khi mà trước khi mà chúng ta chết, khi chúng ta biết là chúng ta bệnh hoạn, hay khi chúng ta khó thở, chúng ta biết rằng thế nào chúng ta cũng sẽ chết, mà tự chúng ta đối diện với chính nó thì chúng ta đừng sợ chết, mà chúng ta nhớ niệm tưởng đến tam quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Thân, tham ăn sân khăn sát lăng cái cha mít. Khi mình an trú, mình nương tựa vào tam bảo xong, tập trung ghi nhận mình đang thở ra, mình đang hít vào, dầu cho cái đau đớn, dầu cho khó chịu, dầu cho máu huyết như thế nào đó, chúng ta nhớ đặc niệm, chúng ta nhớ ghi nhớ. Và khi chúng ta hộ niệm cho người khác cũng vậy, bằng cách hộ niệm như vậy đó quý vị, khuyên người ta bắt đầu đừng suy nghĩ, đừng lo lắng gì nữa, bây giờ phải đặt tâm ở tại nơi mũi, hít vô, biết mình hít vô, thở ra, biết thở ra. Đó chính là một sự hộ niệm quan trọng, một cách chủ quan với chính mình và khách quan đối với người cũng như thế. Bởi vì cho nên cái sự tu tập đó chính cũng chính là đó là cũng giá trị hiện tại lạc trú của chính mình, để mình an, để mình dùng cái niệm này nó chuyển cho chúng ta đến cảnh giới lành. Còn giờ đó mà sợ hãi, giờ đó mà run sợ thì là bỏ tay. Và kính thưa quý vị, khi mà chúng ta tu tập thường thuộc được cái chánh niệm tỉnh giác đó, quý vị biết nó cũng rất là tuyệt vời. Nếu như chúng ta bị một cái bệnh mà chúng ta bệnh nặng quá đó, khi mà lúc mà tâm mình đưa vào cái hôn phần mà tâm của chúng ta đã bị hôn mê đó, mà giờ phút mà mình dẫn đường đó, mà tâm của chúng ta biết tỉnh thức rõ ràng, thì lúc đó nó dẫn vào thì cái trạng thái tâm đó, cái na cảnh đó nó đỡ cho chúng ta, nó đỡ cho chúng ta vô cùng nhiều. Bởi vì lúc đó chúng ta mê, chúng ta đang hôn mê, cái trạng thái hôn mê này để bắt cảnh giới tái sanh nó rất là ghê, rất là khó. Mà nếu như chúng ta được niệm, được chánh niệm, được tỉnh giác thì người ấy hết sức tốt đẹp, hết sức tuyệt vời. Cho nên vì vậy cái sự tu tập nó đòi hỏi rất là quan trọng, rất 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 quan trọng cho tất cả chúng ta trong cái việc tiến tu, trong cái việc tự mình làm hải đạo, tự mình đi trên bước chân của mình, tự mình nương tựa nơi giáo pháp, nương tựa nơi tứ niệm xứ này mà Đức Phật đã dạy cho ta, đã tự mình kinh qua và chỉ dẫn cho chúng ta được tu tập được tốt đẹp như thế. Cho nên vì vậy cái sự tu tập kinh tứ niệm xứ là rất quan trọng, rất 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 quan trọng cho với mọi người trong công việc tu tập đối với cuộc đời đầm luân sanh tử, hay là về bờ giác ngộ do chính tứ niệm xứ này. Nếu như ai thường tục tu tập nhiều thời, cái đường luân hồi, cái đường đau khổ sẽ được rút ngắn. Còn nếu như mà chúng ta không tu tập tứ niệm xứ thì chắc chắn rằng bờ luân hồi kia chúng ta sẽ trầm luân tiếp tục và mãi mãi. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin có được điều trình bày qua cái bài kinh
niệm xứ mà phân đoạn 46 là như vậy. Quý vị sẽ nghe Chư Tôn Đức Tăng với Ngài thảo luận rất là nhiều điều xuyên qua cái sự tu tập về từ niệm xứ này. Đức Bạch Chư Tăng, chúng con xin chấm dứt nếu có điều chi sơ thất, xin kính ngưỡng mong Chư Tăng thảo luận để hoàn thành để đầy đủ được tốt đẹp. Và kính thưa quý vị, tôi có điều trình bày như vậy, nếu có điều chi sơ thất, kính ngưỡng mong toàn thể quan hỷ. Nên xin chấm dứt thời gian thuyết, kính dân Phật Phật Lành, để biết thời gian thuyết, đại chúng vương, các vị chú tiêu phụ trị chánh pháp, các vị tiêu thần, các vị tiên, các vị những chúng sinh ở tại Quảng Nghiêm, mong tất cả được an lạc được tấn hóa, và kính dân Phật Phật này được chi tăng và kính để được toàn thể quý vị, mong tất cả được an lạc được tấn hóa trong phương pháp và tu tập tới niệm xứ. Nam mô Phật Thầy Giác, Nam mô Tham Mai Giác, Nam mô Sa Mạc Thầy Giác. Dạ bạch thượng tọa tiểu sư, xin hỏi thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa tiểu sư nghe được kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Một lần nữa xin được hỏi. Dạ bạch thượng tọa tiểu sư, khi mà chúng ta học thắng pháp Abhidhamma thì niệm là một cái thuộc tính biến hành có mặt ở trong tất cả tâm tịnh hảo và không bao giờ có mặt ở trong tâm bất thiện. Nhưng mà ở trong kinh đoạn thì lại nói có một thứ niệm gọi là tà niệm. Thì tại sao ở trong thắng pháp thì nói rằng niệm thì không có bao giờ có mặt ở trong bất thiện, tâm bất thiện, mà trong kinh đoạn thì nói là có một thứ niệm gọi là tà niệm? Cái đến thì rõ quan hệ mình biết trả lời cho. Nam mô Bụt Thầy Già. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Trong Abhidhamma có nêu lên 3 trường hợp. Khi nói đến thập dục chi đạo thì mới có bát chánh đạo và bát tà đạo. Khi nói thập nhị chi đạo ở trong Niskasaga tạp loại yếu hiệp thì chỉ nêu có 12, tức là những cái chi phần nào, những cái chi đạo nào mà đã có cái chi pháp thì mới lấy. Thí dụ như
chánh kiến có chi pháp, tà kiến có chi pháp, tức là sở hữu tà kiến. Chánh tư duy, tà tư duy chỉ chung là sở hữu tâm. Chánh hưởng, chánh nghiệp, chánh mạng thì chỉ riêng ba cái thủ tánh này, là ba cái tâm sở giới phần ở trong tâm sở tịnh hảo. Chánh tinh tấn, tà tinh tấn thì có sở cần, còn chánh niệm thì chỉ là tâm sở niệm. Còn chánh định, tà định thì nó chung một cái sở hữu, sở thực hành. Như vậy nó thập nhị chi đạo ở đây đó, tức là nói những cái tâm sở nào mà nó trở thành chi đạo được thì lấy, còn ở trong duyên hệ đó, thì khi mà nói đến chi đạo thì chỉ lấy cái chính thôi, chỉ lấy cái chính ở trong đó, tức là sở hữu trí, sở hữu tà kiến, cái tâm sở trí, tâm sở tà kiến, gọi là chánh tư duy, ở chánh kiến và tà kiến, lấy sở hữu tâm. Là chánh tư duy. Với tà tư duy, rồi sở hữu chánh ngưỡng, chánh nghĩa, chánh mạng thì chỉ lấy trên phương diện chánh đạo thôi, thì sẽ không cần, thì lấy luôn cả chánh tinh tấn, cả tinh tấn. Cái tâm sở niệm thì chỉ lấy có một, nhất hành, tức là chánh định và tà định. Thì như vậy ở đây trong Abhidhamma thì chi pháp nào rõ ràng chính xác, có mặt thì kể, bởi thế cho nên chúng ta phải hiểu ở trong kinh tạng thì Đức Phật Ngài thuyết, có đôi khi Ngài thuyết kê cái chi pháp đó, có đôi khi Ngài thuyết, Ngài mượn cái sự đối lập mà Ngài thuyết. Thí dụ như chánh kiến, tà kiến, thì cái đó là có chi pháp riêng biệt. Chánh tư duy, tà tư duy là có chi pháp chung, bởi vì sở hữu tâm nó phối hợp với tâm bất thiện cũng được, mà hợp với tâm tịnh hảo cũng được. Còn chánh hướng, chánh nghĩa, chánh mạng thì chỉ thuộc về chánh đạo thôi. Nhưng nếu mà nói tà hướng, tà nghĩa, tà mạng thì lấy chi pháp không có riêng, không có riêng biệt, mà chỉ nói là
cái tâm bất thiện khi mà hành động nói và suy nghĩ thì đó gọi là tạo hưởng tạo nghiệp tâm mạng. Còn cái trường hợp mà những cái chi pháp mà không có đó thì chúng ta phải hiểu là cái sự đối lập. Thí dụ như ba sở giới phần đóng cái vai trò là chi đạo, là chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng. Thì khi nói đến tà ngữ, tà nghĩa, tà mạng thì không có lấy cái chi pháp nào, bởi vì ở trong tâm bất thiện, trong tâm sở bất thiện thì không có sở hữu tà nghĩa, tà nghĩa, tà mạng, mà chỉ là cái pháp bất thiện nói chung. Khi nói bằng cái tâm bất thiện thì đó gọi là tà ngữ. Khi hành động bằng cái tâm bất thiện thì gọi là tà nghiệp. Khi nuôi mạng bằng cái tâm bất thiện thì gọi là tà mạng. Chứ nó không có riêng. Chánh niệm của vị cái tâm sở niệm sát thí chê tê sĩ cá đã chỉ phối hợp với cái tâm tình hậu thôi. Còn cái tâm bất thiện thuộc tâm vô tình hậu, không có sở niệm. Nhưng khi nói đến tà niệm đó thì khi mà tử quẩn ở tâm bất thiện thì gọi là tà niệm. Nhưng mà thọ tưởng hành thức bốn danh quẩn đó nó có cái sự nhận biết cảnh thì như vậy cũng là tà niệm. Tà kiến, khi một người mà họ tu tập, họ niệm tưởng những cái pháp nó chỉ làm cho tăng trưởng cái phiền não thì cái đó gọi là tà niệm. Phóng dật cũng được gọi là tà niệm. Nói chung chung lại là hãy có sự ghi nhận danh sắc đang sanh rõ ràng thì đó là chánh niệm. Nhưng mà khi cái tâm bất thiện nhớ đến cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc thì như vậy gọi là tà niệm. Không có chỉ pháp riêng, chúng ta phải hiểu theo kiểu đối lập. Như vậy thì cái tâm sở một phối hợp với tâm đó chi đạo mà chúng ta nói đó thì chánh đạo này, con đường này có khi nói chi pháp độc lập, có những trường hợp là nói bằng cái sự giả dụ. Thế không phải chánh tức là tà, như vậy thôi. Cho nên với ngày thoáng qua đó thì chúng ta cứ tưởng là tạng kinh và cái tạng ví dụ pháp có cái sự chống trái mâu thuẫn với nhau, nhưng mà kỳ thật thì
là lấy cái pháp đối lập. Cái trường hợp nếu như nói chánh niệm là sở hữu niệm ở trong tâm thiện, còn tà niệm là lấy sở hữu niệm ở trong tâm bất thiện, thì cái trường hợp này giữa ví dụ pháp và kinh tạng mới có cái sự mâu thuẫn với nhau. Còn đằng này thì không có trình bày như vậy, cái sở hữu niệm nó chỉ đóng cái vai trò là chánh niệm thôi. Còn tà niệm là chúng ta phải hiểu là tâm bất thiện, bất cứ trường hợp nào mà tâm bất thiện có cái sự ghi nhận, và đương nhiên cái sự ghi nhận đó là một cách sai lạc, thì gọi là tà niệm hết. Tâm thiện nhớ biết cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh khí, cảnh việt, cảnh xúc đang sanh, thì như vậy đó gọi là chánh niệm. Còn tà niệm có nghĩa là cái tâm phóng dật, nó chỉ nhận thức được cảnh sắc khả ái, cảnh tinh khởi khả ái, cảnh khí, cảnh việt, cảnh xúc, nó chỉ ghi nhận như vậy. Do đó tất cả những cái ghi nhận của tâm bất thiện đó đều gọi là tà niệm cả. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi về thượng tọa Nhất Đẳng Vô Cực Nam Mô Bổn Thầy. Thượng tọa Nhất Đẳng cho biết là hôm nay có hai thượng tọa tự siêu như vậy là sao cả, một người cầm mic còn một người còn nghe. Ồ sao lạ ha, chúng ta không ở trong room. Chúng tôi thường thường mỗi ngày hả, khi mà TK thì theo tuổi siêu cầm mic kia thì ở dưới nó mất đi. Còn đằng này ở trong máy chúng tôi có, trong máy chúng tôi có gặp bất cứ vị nào khi mà cầm mic thì cái tên của vị đó nhảy lên. Không, thường tôi rất rảnh nói thì chúng tôi có nhìn lên trên. Xin thỉnh thượng tọa đặng trở lại, chúng tôi thoát ra một chút, chúng tôi trở vào. Dạ, xin lỗi sư tổ tư siêu. Tại vì ở trong computer mở một lúc podcast và Zoom, thật ra khi nghe thì ở bên podcast nói trước, ở bên Zoom nói sau. Thật ra hai tiếng trộn với nhau. Chắc chỉ có máy bên đây thôi. Máy bên chứ
mấy mình những quý Phật tử khác mà xài chỉ có phao thóc không thì không bị vấn đề. Bây giờ thì, xin lỗi từ đầu từ siêu mới xài cái mới xài cái zoom thật ra nó có vấn đề chút xíu. Bây giờ xin được bước qua câu thảo luận số 2 của thính chư tổ từ siêu. Quan thế tổ từ siêu thỉnh thoảng ở trong kinh có đề cập đến trí nhớ liên quan đến niệm. Thí dụ như một vị muốn tu tập túc mạng thông, tức là nhớ về túc mạng minh, tức là nhớ về những quá khứ, thì vị đó cần một cái yếu tố là phát triển niệm. Và ngày xưa đó thì có lúc sư trưởng và ngài đại sư cũng dịch cái chữ sát tiếng là ức niệm, dạ, ức niệm chỉ ức có chữ ghi nhớ. Và sẽ hỏi thì gọi đại sư cái sự liên quan giữa niệm và trí nhớ và ký ức ấy, nó liên quan nhau như thế nào? Thí dụ tại sao niệm mới lại là cái yếu tố bắt buộc phải có cho túc mạng minh? Kính cùng thỉnh sư tổ quan hệ trở lại. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, thật ra thì cũng đều xài chữ sắc thí cả. Nhưng mà có trường hợp đó thì gọi là niệm, có trường hợp đó dịch là nhớ, là ký ức. Chữ niệm là khi nào mà tôi xài có cái sự ghi nhận cái đang sanh đang diệt, ghi nhận cái đang sanh đang diệt của thực tại, thì lúc đó gọi là niệm. Còn nếu mà nhớ biết cái gì ở trong quá khứ, ngày hôm qua hôm kia, thì cái này gọi là ký ức. Nói tóm lại là đều xài một chữ, nhưng hễ khi mà niệm tâm sở đó nó giúp ghi nhận cảnh đang sanh hoặc vừa sanh, thì như vậy cái đó được gọi là niệm. Còn nếu như cái đã sanh 2-3 ngày trước, 2-3 năm trước, hoặc là 2-3 kiếp trước, thì cái đó chúng ta gọi là ký ức.
Thật sự khi gặp cái danh từ gọi là Bhupedivasanusti, gọi là túc bản binh, tức là nhớ biết kiếp sống quá khứ của mình, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, sáu, bảy, tám, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, vân vân. Thì cái trường hợp này chúng ta gọi là ký ức. Cho nên hay từ nếu mà chúng ta xài chữ ký ức thì chúng ta nên thêm một cái tiếp từ ngữ là anusti. Anusti là ký ức, là nhớ lại. Còn khi mà xài chữ sati không thì chúng ta mới gọi là niệm. Còn khi mà xài cái chữ ức niệm thì cái đó cũng xài được trong giống như chữ niệm thôi. Bởi vì cái chữ ký ức đó, tức là hồi tưởng lại những gì đã xảy ra lâu rồi. Anusati. Còn nếu chưa xài chữ sati không thì niệm, tức là ngay trong cảnh, ngay trong hiện tại, chỉ vậy thôi. Xin thỉnh thưa tôi sẽ đánh trở lại. Sa thúc kính trưng thưa tòa thưa sư. Bạch thưa tòa thưa sư, xin thưa tòa có thể trả lời cho một câu nữa rồi sau thỉnh sau đó xin thưa tòa đi nghỉ. Bạch thưa tòa thưa sư, thường thường đó thiền tứ niệm xứ còn gọi là thiền vipassana, nhưng mà nếu chúng ta hỏi rằng chữ sát tí nó liên hệ tới nào chữ vipassana, nó giống nhau khác nhau, hoặc giả là vipassana là một phương pháp mà bao gồm có sát tí trong đó, thì tôi hãy xin giảng rõ cái sự liên hệ giữa chữ sát tí với vipassana. Kính cung thỉnh thưa tòa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái chữ vipassana
thuộc về tuệ. Bởi vì quý sĩ sinh Vipassana thấy bằng cách đặc biệt như vậy gọi là minh sát. Nhưng mà sẽ chỉ gọi tới niệm xứ thật là thiền Vipassana là bởi vì cũng đồng thời là niệm đề mục. Nhưng mà niệm đề mục để định tâm đó, thì cái đó gọi là thiền samatha, là thiền nhí. Còn niệm đề mục đó, mà để thấy được cái đặc tính vô thường, khổ vô ngã của danh và sắc thì như vậy mới gọi là thiền Vipassana. Cho nên niệm nó đi với hai chữ niệm và định niệm và tuệ. Hãy tu tập thiền mà dùng niệm và tuệ thì gọi là Vipassana. Còn tu tập thiền niệm và định thì gọi là samadhi, gọi là samatha. Samatha là thiền chỉ. Cho nên chúng ta lưu ý có hai loại thiền là samatha, phapana là tu tập thiền thiền chỉ, và vipassana phapana tức là tu tập thiền quán. Thì thiền chỉ hay thiền quán thì nó cũng phải là niệm, cũng phải là niệm hết. Có niệm mới có thể phát sanh được định samadhi. Và ở trong cái thiền minh sát á thì niệm bằng cách là dùng trí tuệ để nhận biết tâm tướng vô thường, khổ đau, vô ngã thì cái này gọi là Vipassana. Cho nên cái chữ sati mà nó liên hệ với Vipassana là tại vì sati mà nó đi song song với paññā trí tuệ thì cái đó mới gọi là Vipassana. Còn sati niệm mà đi chung, đặc biệt là định ekaggata thì cái này chúng ta gọi là thiền chỉ. Cái chữ Vipassana có đôi khi dịch là quán, thưa quý vị. Samatha, Phapana là hai pháp cần phải tu tập, tức là chỉ và quán là hai pháp cần phải tu tập. Ý nghĩa nó là như vậy. Namo Buddhaya. Xin sám hối chư tăng là không biết lý do gì mà khi mà chúng tôi bắt đầu tuổi nó
có tuổi rồi, do làm công việc lao lực nhiều hay sao mà hãy luôn luôn lúc nào cũng bị mệt mỏi. Cho nên trong khoảng thời gian này, khoảng thời gian mà đang xây dựng chánh điện, khi mà chúng tôi vào room trả lời hay là thuyết giảng, quý vị nghe có vẻ như là cái giọng hơi yếu một chút. Kính mong thượng tọa giác đẳng, như chư tăng, như Phật tử quan hỷ. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú cái chân thượng tọa tôi siêu tỉnh thượng tọa đi nghỉ. Thượng tọa pháp căn thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa đang nghe được kính trình thượng tọa quan hỷ trả lời cho cô thôi đúng số 4. Dạ, thì tốt rằng trong bài kinh nghiệm hôm nay Đức Phật ngài dạy rằng khi ngài đề cập đến chánh niệm thì ngài nói rằng đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Nói cái bốn niệm xứ tức là chúng ta nói đến chánh niệm, mà chánh niệm là một ở trong bát chánh đạo. Thì ở trong tứ diệu đế đó, bát chánh đạo đó, là câu trả lời của Đức Phật dạy rằng đó là con đường dẫn đến sự diệt khổ. Thì chúng ta thường hiểu rằng muốn diệt khổ là phải tu bát chánh đạo, hay là như bài kinh Chánh Tri Kiến ngài Xá Lợi Phất ngài cũng đề cập như vậy. Nhưng mà nếu có người nào nói rằng ô mình chỉ cần tu niệm thôi, mình không cần tu tập bảy chi đạo kia còn lại đó, thì thượng tọa đang trả lời thế nào? Kính cung thỉnh thượng tọa. Alo. Hello. Thật sự ra thì nếu mà chúng ta học hết trong bốn niệm xứ thì nó rất là nhiều cái gì. Mình niệm năm triền cái, năm thu quẩn, bảy giác chi, bát thánh đạo đều là niệm pháp hết. Đều là niệm pháp hết. Chứ không phải là chỉ có, bởi chúng ta biết niệm thân á, là rất là nhiều đề mục. Mà niệm tứ đại, niệm tỷ quan nghi, đại quan nghi, niệm thể trược, niệm 10 được một tử thi, 32 thể trược, niệm hơi thở thì cũng đều là niệm thân hết. Nó rất là nhiều cái đề mục trong đó, chứ không phải là nó không phải là chỉ nói niệm thân là mình chỉ một cái đề mục nào đâu. Mình đi đứng nằm ngồi mình niệm, co tay giữa tay mình niệm cũng gọi là niệm thân hết. Cái gì liên quan đến thân của chúng ta đó thì trong thân quán niệm xứ đều chỉ hết. Còn cái gì mà liên quan đến thọ quán, cảm thọ đó thì Đức Phật cũng chỉ hết, không còn cái gì hết. Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác. Còn niệm tâm á, thì tất cả những gì tâm chúng ta sanh lên á, thì Đức Phật cũng dạy niệm hết. Niệm pháp là niệm căn cảnh thức, niệm năm tiền cái, năm thủ quẩn, bảy giác chi, bát thánh đạo. Như vậy thì chúng ta, nếu mà chúng ta học, chúng ta nghe hết như vậy đó thì không còn cái gì mà nằm ngoài bốn niệm xứ hết. Nên bình thường ví dụ mình niệm như thế nào đó thì cũng niệm trong tứ niệm xứ thôi. Nếu mà người biết trình bày thì không có cái gì mà nằm ngoài hết. Mình nói chung ba bảy phẩm trời đạo nó cũng nằm ở trong trong bốn niệm xứ thôi, chứ nó không ngoài vậy đó. Thì khi một người nào nói mình tu chỉ có chánh niệm thôi á, thì thật sự ra nếu mình học trong phi diệu pháp hay là mình nghe trong bộ Patisampada Magga đó thì nó niệm chỉ là ghi nhận thôi. Cái trạng thái ghi nhận là niệm. Tuệ là thấy rõ, định là không tán loạn, nó làm cho tâm gom lại không có tán loạn, mình gọi là định. Niệm là ghi nhận thôi, mình có sự ghi nhận là sở hữu niệm. Rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là mình dùng, mình nói rằng cái sự tu tập ngữ nghiệp mạng hay là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó là nói đến cái sự đúng đắn, đúng đắn sau cái sự mà thu thúc có chánh niệm. Thì giờ chúng ta gọi là, bởi vì khi mà chúng ta nói chúng ta tu tập mà có chánh niệm đó thì mình nuôi mạng nó cũng chân chánh, bởi vì niệm thu thúc lục căn nhờ chánh niệm. Như vậy rõ ràng đó thì chúng ta biết rằng đối Đức Phật đó, thì ngài dạy chúng ta đó, có nghĩa là cái bát chi đạo nó được tu tập, mà được tu tập được tu tập khi mình nói đến niệm mình ghi nhận, rồi tuệ là mình đưa tâm quán xét.
Rồi mình có suy tư, suy tầm suy tư về cái đề mục đó là chánh chánh tư duy, ly dục tư duy, vô hận và bất hại tư duy là chánh tư duy. Thì chánh tinh tấn là mình làm cho tâm mình phấn chấn lên. Như vậy thì nó cũng đầy đủ hết ở trong đó quý vị. Nhưng mà khi mà nó phát triển trong để đưa đến đạo quả đó thì nó hiện lộ tám chi đạo thì rõ ràng. Còn khi mà trong tâm thiện á, thì chúng ta có cái tác ý nào á, thì nó chỉ có cái chánh niệm đó thôi. Ví dụ mình có tác ý đưa cái tâm quán á, thì nó có chánh kiến, nó hiển lộ hơn những cái pháp khác. Nhưng mà bát chi đạo thì bát chi đạo sẽ hiển lộ đồng loạt. Nói như vậy á, thì chúng ta thấy rằng á, một cái người khi hiểu đó, mình hiểu niệm á, chỉ là ghi nhận thôi, định là không tán loạn. Tuệ lại thấy rõ, nếu mình thấy rõ mình đang niệm thân đó thì cái đó là tuệ thấy, còn niệm ghi nhận thôi. Còn nó đến chánh niệm đó, là mình muốn nói đến cái tuệ và niệm, mà cái tỉnh giác là chánh niệm và tỉnh giác đó, nó song hành với nhau. Như vậy đó, thì như vậy thì khi mà nói đến một cái người mà tu tập có chánh niệm đó, chánh niệm là mình nói đến chánh là đúng đúng đắn. Niệm đúng đắn thì đó là nó có tỉnh giác và chánh niệm ở trong nó luôn, nó như vậy đúng không chị? Như vậy thì chúng ta biết rằng cái con đường bát chánh đạo nó cũng không có nằm ở ngoài cái pháp niệm pháp đâu quý vị. Niệm pháp là niệm, ví dụ mình sân, mình biết mình sân á, thì tâm sân nó không biết, nhưng mà cái tâm thiện nó biết tâm sân, nó biết tâm sân vừa sanh lên, nó biết tâm sân vừa sanh lên cái tâm sân nó là si vô tạm quý phóng vật, nó không có thể nào tự biết nó được. Nên Đức Phật nói rằng kẻ ngu á, không có tự biết mình. Kẻ ngu là muốn nói đến tâm bất thiện á, còn cái người trí á, là cái tâm thiện, cái tâm trị, tâm thiện nó biết được cái tâm bất thiện, biết được tâm bất thiện vì nó có si vô tạm với quý phóng vật. Còn khi mà mình thấy mình sân á, mình có chánh niệm đó, thì mình biết mình đang sắp là cái chánh niệm mà thường ở trong kinh gọi là niệm năm triền cái đó. Ví dụ mình có tham dục mình khởi lên đó, thì mình biết mình có tham dục, thì đó cái đó là cái tâm thiện, nó biết được cái tâm tham. Mình biết được cái đó là cái tâm thiện, biết cái tâm bất thiện nó mới vừa sanh ở trong tâm của mình. Thì quý vị nghe những câu chuyện mà cái vị sa di đó, khi mà nhìn thấy cái món cà ri đó, thì vị đã khởi lên cái tâm tham. Thì vị thầy đã nhắc rằng con đừng có đốt cái lưỡi mình bằng cái món cà ri đó, thì vị này biết rằng mình có tâm tham. Vị này chánh niệm tỉnh giác thọ thực như vậy, là vị này quán xét về đắc đạo quả. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tâm tham nó sanh lên đó. Thường thường trong thiền tông có nói rằng không sợ niệm giấy mà duy sợ giác chày. Cái bất thiện nó sanh lên, mình không sợ nó, nhưng mà sợ cái niệm đó, nó biết chậm quá đi, biết chậm quá. Có nghĩa là nếu mà cái tâm bất thiện nó sanh lên, mình biết nhanh đó, thì nó diệt liền. Ở trong kinh mô tả giống như một cái chảo đun sôi, đun nóng đó, cái chảo sắt mà để lên cái than lửa đó, thì một vài giọt nước nó rớt xuống thì chậm nhưng mà nó tan biến rất là mau. Thì ý nghĩa là nói rằng cái người mà tu chánh niệm đó, mà thường thục như vậy đó, thì thỉnh thoảng cái bất thiện nó sanh lên nhưng mà nó tan biến rất là mau. Vì cái chánh niệm được tu tập thuần thục đó, thì cái người mà tu tập cái chánh niệm nó yếu ớt quá đó, thì nó giống như cái chảo thì chưa có đủ sức nóng vậy đó. Thì nó rớt xuống thì rất là mau, nhưng mà nó tan đi rất là chậm. Thành cái chảo mà nó không nóng đó, thì nó cái giọt nước rớt xuống nó lâu bốc hơi đó. Mình nói là lâu bốc hơi, nhưng mà khi cái chảo mà nó nóng đó, nó nóng đó, thì rớt xuống một vài giọt nước nó rớt xuống rất là chậm, nhưng mà nó tan biến rất là mau quý vị. Thì trong kinh chúng ta học thì có cái sự thí dụ như vậy, có cái sự Đức Phật trình bày như vậy để chúng ta biết rằng khi mà mình có cái sự tu tập đó, mình có sự tu tập chánh niệm đó, thì mình biết là cái thân căn rồi cảnh xúc thân thức, hay là nhãn căn cảnh sắc nhãn thức, thì cái biết đó, mình biết đó nếu mà theo A Tỳ Đàm đó, thì mình phải biết tăng thiện hợp trí. Có nghĩa là mình thấy cái phiền não đó, cái phiền não mà nó nối đó, thì từ cái quả hiện tại nó nối với nhân hiện tại, chính là mắt mình nhìn thấy cảnh sắc, rồi cái sắc á, thì cái nó tiếp thu rồi quan sát là đoán định là động lực. Thì từ cái thọ nó duyên cho ái đó quý vị, nó có động lực tham. Thì sắc tưởng á, nhãn thọ thì có sắc tưởng, sắc tư,
Tư chính là nghiệp quý vị. Thành ra khi mà mình có cái sự chánh niệm á, thì mình có cái tâm thiện hợp trí, mình gọi là phúc hành á. Nên trong cái bài kinh 40 đại pháp có nói là chánh kiến mà đưa đến sanh y á, là mình có cái sự hiểu biết về nghiệp mà đúng á, là cái tâm thiện á, thì nó là phúc hành, nó dẫn đến tái sanh về nhàn cảnh. Còn nếu nó đủ khả năng thì nó cho mình chứng đắc đạo quả niết bàn, là cái chánh kiến đưa đến đạo chi. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày nói trong bài trên 40 đại pháp đó, thì khi mình gọi là chánh niệm đó thì mình cũng có chánh kiến, cũng có chánh tư duy, chứ không phải không có. Nhưng mà khi mình tác ý đến cái tướng nào thì cái tướng nó trội lên ở trong cái tâm của mình lúc mình đang tu tập, thì nó không có đồng loạt như là bát chi đạo đồng sanh trong tâm đạo, là nó hiển lộ hết hết tác chi đạo đó đồng sanh lên trong tâm đạo, nó hiển lộ rõ ra để mình gọi là đắc đạo quả tu được vườn. Thì nói như vậy thì khi mà chúng ta có cái chánh kiến thì mình biết rằng cái đó là cái tà kiến. Mình có cái chánh kiến biết cái đó là tà tư duy hay là tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, mình biết cái đó nó sai. Thành ra khi mà mình tu tập đó thì cái tâm thiện, tâm bất thiện nó sanh lên, thì tâm thiện nó sanh sao nó biết cái tâm bất thiện đó. Thì mình gọi là tu tập về năm thiện cái: tham dục cái, sân độc cái, hôn thì cái, đạo hỏi cái, hoài nghi cái. Nếu mình có hoài nghi mà cái tâm biết được hoài nghi thì đó là cái tâm thiện. Hay là mình bị hôn trầm đó, mà cái tâm phát hiện hôn trầm đó là cái tâm thiện, nó phát hiện mình có hôn trầm. Vì chúng ta hiểu như vậy thì nó chính xác. Như vậy thì thật sự ra đó thì cái chánh niệm nó sanh khởi, nhưng mà thật sự nó có những cái tâm sở đồng sanh với nó, chứ không phải chỉ là một cái tâm sở chánh niệm không. Nên thường thường quý vị hay nghe, mà hay quý vị học trong A Di Đà, quý vị thấy cái sở hữu tịnh hảo đó, nó có 19 sở hữu tịnh hảo biến hành. Nó có nhóm biến hành đó, trong tịnh hảo đó thì nó có tính niệm tàm quý vô tham vô sân hình xã tịnh thân tịnh tâm kinh thân nhân tâm vô thân vô tâm thức thân tâm thường thân tâm chánh thân nhân tâm. Như vậy 19 sở hữu tịnh hảo này nó sanh trong tâm thiện dục giới tịnh hảo đó, nó sẽ có đủ 19 cái sở hữu này. Như vậy nó không chỉ là chánh niệm không, nó có những cái sở hữu cần chánh tinh tấn nữa, nó có sở hữu nhất hành là chánh định nữa, nó có sở hữu niệm là chánh niệm. Nhưng mà thật sự ra nó không có hiển lộ như là một cái người đắc đạo quả, nhưng mà những cái sở hữu này nó vẫn có. Khi mình tác ý đến cái tướng chánh niệm thì nó có chánh niệm, có mình thấy mình tác ý đến sự tinh tấn, mình thấy mình có tinh tấn, mình có sự nâng đỡ cái tâm mình đó thì mình sẽ thấy có. Còn nếu mình không nâng đỡ tâm mình thì lúc bấy giờ mình gọi là không có tinh tấn. Thì con xin trả lời cái câu thảo luận số 4 như vậy. Nếu có gì cần nói thêm thì thỉnh thần tọa. Bây giờ con thấy cũng hết là hết thời gian rồi. Sau khi thượng thượng tọa Phật đồng thưa quý Phật tử, kinh Tứ Niệm Xứ là một bài kinh rất là lợi ích cho chúng ta nếu chúng ta hiểu được sự áp dụng của bài kinh này vào trong cuộc sống hàng ngày. Bắt đầu ngày mai trở đi thì chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết, và chúng ta hy vọng rằng chúng ta sẽ có được dịp để thực tập ít nhiều những điều Đức Phật ngài dạy trong bài kinh này. Và chúng ta thấy rằng tạo cho chúng ta rất là nhiều những cái lợi ích khi mình sống với chính mình, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch đang hoành hành khắp nơi trên thế giới. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bồ Đề Đà Ma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng đến lễ quý ngài. Thân chào tạm quý Phật tử, chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư. Xa thu lành thay con từ mẫn. Thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp bổ ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát linh hồn. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh Phật pháp. Kính cảm ơn quý óc sư đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học đã được hoàn tất điểm này. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện
các bậc thụ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh đồng giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Phước Tháo Thâm Má xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày